Đức xin chào cho chào mừng các bạn đam mê bóng đá, chúng ta trở lại sân X30 Bộ Công an. Hôm nay giữa đội Đam FC và đội Công an xã Bình Hưng. Giờ trên áo thì hôm nay mặc là thanh niên không, vẫn là Công an xã Bình Hưng các bạn. Với trang phục áo hồng, còn Đam FC với trang phục áo xanh. Số 12 ném biên cho đội Công an xã Bình Hưng. Hoàng Rambo sút xa nhất, cú sút đầu tiên của Hoàng Rambo. Hồng Quân, Mã Quân, cú đột phá của Quân Quốc Cơ, hậu vệ cánh trái của cánh phải của đội Đam FC. Trần Thanh ném biên cho Hải Rô Bê. Hoàng Sa Đăng, một cú sút có tên là Hoàng Sa Đăng thì bạn chỉ cao lớn nhưng chỉ Sa Đăng và có thể nổ pháo bất kỳ lúc đó. Số 13 mình và đội bạn thì có số 13 Phương điều phối bóng của đội số Bình Hưng. Cú sút bút lê khá căng của số 10 đi ngã vào tay của đội MC Đình Giáp. Trần Thành, Thành số 5 đặt đẩy cho Tiến Di Đạt, bóng hơi mạnh, Di Đạt không thể khống chế nhưng một tốt trong tình huống vừa rồi. Tiến Di Đạt sút vào, một cú đội đầu của Thanh Đô đã bị cầu thủ đội bạn đá vào mũi của bạn. Đó là cái pha lúc mà chưa vào sân, Thanh Đô đã tập đội đầu những cú bóng tập thấp rồi các bạn. Giờ vô anh đó thực hiện ngay và dính ngay cú đá vào mũi. Rất nguy hiểm các bạn, đừng nên thực hiện các cú đánh đầu tập thấp các bạn. Thì đánh đầu là sử dụng cho tầm cao. Còn những cái tầm thấp chúng ta nên lấy ngực và gối các bạn. Số 10 13 17 số 9 Thành Đô đã về rất sâu để hỗ trợ một lóc. Một cú chuyền lên trên lại bị đội bạn che bóng rồi bạn. Số 10 xuất xa, xuất xa. Long Robot đã cản phá bóng đường bóng sút dưới rồi. Ở thuốc vừa qua đã hai đội đã dâng lên và chơi rất xịn. Đào vào đó bạn. Cú ra vào không hợp lý của Đình Giáp. Và một cú chuyền sẽ nách của Trần Thành. Hoàng Sa Đăng, Hải Rô Bê, Thành Đô không chạy. Cú chuyền rất gần và tiến đi đâu. Hải Rô Bê quyết định đột phá vậy. Kêu lật cánh cho số 12 ngoài đẩy lên cho số 10 người đang quan sát để dùng cho số 7 vậy đâu về thành đâu hả. Đồ vẫn còn hãy đứng bên một cú sút tiếp tục cho Hoàng Rambo, một cú sút xa nữa không vào. Đúng vào cục dọc các bạn. FC tấn công ao ạt liên tục.
chỉ cần chút xíu may mắn nữa là lưới của đội Bình Hưng Trung Quốc các bạn. Sự chính không qua rồi, cầm bô chuyện sớm bộ không được, chậm quá không qua các bạn. Rất tốt, số 13 cánh trái, số 6 nhả lời cho số 13 đẩy lên cho số 9. Tình đồ đã đeo bạn rất sắc rồi, chuyển người ra. Trần Thành đã đeo bạn rất sắc rồi, cố đêm ra ngoài vườn quá cơ khá yếu trong tình huống vừa rồi. Hai cầu bông Thành Đô lại lật ra cánh, không khi hai người bạn rất gần không đi đưa. Rất tốt, tiến đi đan một cú sút, một đội bạn đã đỡ bằng một tay rồi. Thành đã đánh đầu lên bạn cầm bô bạn cao chân tài đã thổi ở khu vực gần dưới sân. Số 13 số 10 Thành Đô rất khó xuống được cái tình huống vừa rồi. Walker lên, vô lên, Trần Thanh nó lên rồi đó, bó vô, Thành Đô bó vô. Đá chân rồi. Trúng vào lưng của số 8 các bạn. Khá rác trong tình huống. Thành Đô để quyết định đột phá và đá một cái đường không có gì nguy hiểm vậy. Thành Đô. Tiến đi đó. Rất tốt, Trần Thanh. Quân 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 remote kéo bóng vô tiến đi lên sút không vào. Phát bóng lên một pha phản công. Chấp nhận cho được nâng lên 2-0. Lấy bóng được bóng rồi, vượt ngừng lại dắp bóng rồi, rất ổn. Việc số 13 lật cho số 8 Trần Thanh. Rồi các bạn. Kéo rất xa cho quân quốc cờ. Quay mặt kiếm, tính chưa? Wow, một cú quốc lực hơi sâu. Chơi bóng chưa tốt. Qua lần bạn sút rất đẹp luôn.
người qua lại và lừa tất cả. Đồ quay mặt, quay mặt, đưa vô cho Hải liền. Một cờ nhưng mà vẫn chưa được. Đồ cắt bóng ra, đi rất xa. Lại không đá nhau. Lại không lấy cái bóng trong tình huống vừa rồi. À, có sự thay đổi nhẹ các bạn. Không vào à, pha đánh góc rất điệu nghệ. Hết đi, chờ chờ hết tình huống nên tiến, hết đi. Sút ra ngoài. Có anh Hoàng ra cái đường nó gì nắng giò luôn. Hay quá. À, đúng bên. Nghĩa đất. Wow, không qua. Nếu qua là để được cho Sơn Mé bên trái rồi. Không la nên đồng tài không thổi. Không, không. Anh đi cô. Cú chuyền không được sáng lắm vậy. Về. Hay quá cậu ơi. Thì được. Có. Mày rách quân mày chưa này? Có không? Có không? Không thấy sao tôi hồi sớm mà. Vẫn còn. Cái gì từ vô mà. Quang ra cái đồ cũng tự chạy vô. Cũng tự chạy vô. Hay quá. Rồi xuống kìa. Vào đó các bạn. Wow, Nghĩa Đất đã qua rồi. Hoàng Trung đã về cho Tuấn Thép. Công kìa, nhanh nhanh, xong được công. Còn, còn đã bắt bóng được rồi các bạn. Đang phản công nhìn. Té rồi các bạn. Cỏ cao quá nên là anh Công đã dấp bóng rồi, dấp cỏ rồi. Vẫn còn. Điểm lên, số 9. Long Ramos đã cắt bóng chấp nhận. Tình huống đó nó không khéo là dễ bị chấn thương các bạn. Sơn chuyền rất tốt cho Hoàng Trung. Hoàng Trung sút ra ngoài các bạn. Và nhờ vũ Hoàng Trung là lập sự thu. Lập Sơn, Nghĩa Đất. Sút thẳng các bạn. Vào đúng không bạn? Đúng rồi. Anh. Vào đúng không bạn? Các bạn. Bóng cuốn rất khó chịu. Này cũng rất may mắn cho đội bạn. Cũng rất khó. Cũng đã tại về tại thủ môn Đình Giáp. Henrico. Quang Rambo. Để lên cho Nghĩa Đất. Kịp hay không? Là một cú đánh. Đá nữa.
ngàn đang có chút. Số 10 đang có bóng. Chút. Vào nữa các bạn. Tỷ số tiếp tục được nâng lên 4-2. Các bạn có những cái pha đánh ngành được thay vào sân. Đang nhận bóng để cho Lập Sưng. Lập Sưng treo ngược qua bên cánh trái. Đứng trước màn hình chúng ta là Tiến Zidane. Người có khả năng đánh đầu rất tốt của đội Đâm FC. Nhân viên của bạn. Các bạn đang đây. Số bóng khu vực ở giữa sân. Số xa không có gì nguy hiểm. Đội Bình Thường phát bóng lên. Triển khai khu vực ở cánh trái. Qua bạn. Phản công. Để vô cho việc của số 13. Bất tử. Hay quá bộ. Vào các bạn. Ông tính camera quay không kịp. Một cú sút. Ở khu vực tôi quậy 16m50. Thủ môn đã đẩy ra và Lập Sưng đã đá bồi. Vào. Tỷ số được rút ngắn 3-4. Đi qua phía cánh phải, Tuấn Anh đã bám rất chắc các cầu thủ của đội bạn. Chó kịp không, Tuấn Anh đã nhanh hơn nữa nè. Để bóng thì cho đồng đội. Khai thác rất nhiều ở khu vực cánh phải, nơi mà có số 5 Trần Thành, người đã phòng, đã sẽ mắc lỗi vị trí ở các tình huống vừa rồi. Các bạn đã nâng tỷ số của đội mấy quả. Chạy luôn. Theo kịp phải không? Kịp rồi. Rất tốt, đẩy lên cho Tiến Zidane. Một đường chuyền mở dọc lật ngược vô trong dần. Tiền đạo. Đẩy lại cho Tuấn Anh. Đi xuống. Không sút, đẩy ngược vô khu vực cánh phải. Không, đội bạn đã cắt đường bóng và phá bóng ra hết đường biên. Em sẽ được thực hiện quả nó biên. Tiếp tục và đội bạn được tổ chức cái tấn công. Không qua rồi. Quang rồi. Quang sẽ tăng. Các tình huống được triển khai. Để lên trên. Không theo kịp đường bóng của Trần Thành. Quang sẽ tăng. Xuất ra. Hay quá. Nguy hiểm. Tiếp tục là triển khai. Bóng xong. Từ từ hết bóng cái đã. Căng ngang. Không có gì nguy hiểm. Các đường bóng lên bóng của đội Đam FC. Chưa có những tình huống nguy hiểm uy hiếp với đội Bình Hưng. Số 10. Rất đẹp các bạn ơi. Vào rồi. Ta nhìn lại pha quay chậm này. Ông kính camera quay chưa kịp. Một pha lật vào trong của Hoàng Sa Tăng. Tiến Zidane đã bài đánh đầu rất đẹp. Sang bằng cách biệt 4 điều cho Đam FC. Ở chúng ta nhìn lại pha quay chậm, pha đánh đầu rất đẹp và pha phản công rất nhanh của đội Đam FC ở khu vực cánh phải. Trúng vào thủ môn. Đấy, nghỉ đất. Dập bóng rồi bạn. Người đeo người vô. Bắt sao cường, cường bắt sao cường.
đoạn đá và góc. Và dùng bóng như kịp thời khắc phục. Lên kia, lên kia. Điểm này, điểm 10 này. Chạy lên một người, chạy lên một người. Quân gà, quân gà, quân gà, cọng gà, cọng gà, cọng gà. Đúng cơ. Đường thép. Đi nào. Hello. Hello. Tường thép. Sút. Không sút vậy. Quân. Không vào. Lỗi. Đang đẩy xuống đâu, đâu quăng được đâu. Đi bên. Trời ơi, cái gì vậy? Lúc cần không đá. Trời ơi, đá ra ngoài luôn trời. Trời ơi. Không, đã đẩy rất thoáng lên cho cường thép. Đi đi con. Anh kia, anh kia. Hello. Trời đồ đá cho. Long Ramos xúc cái búa rồi bạn. Tiếp tục công. Đồ đá. Hả? Để đi đá đi đá hồ đi cái này. Hả? Trời ơi. Rất quyết liệt cơ. Lên cho đôi luôn. Bây giờ rất đẹp. Anh đó. Đúng không vào luôn mày. Lên trời. Và dục bóng như kịp thời khắc phục. Đúng cơ. Tường thép. Đi nào. Hello. Hello. Tường thép. Sút. Không sút vậy. Quân. Không vào.